tục kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa 15, hôm nay đại diện chính phủ trình bày tờ trình về dự án luật phòng chống mua bán người sửa đổi, chánh án tòa án nhân dân tối cao trình bày tờ trình về dự án luật tư pháp người chưa thành niên, thảo luận ở hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước, nghe chủ tịch nước trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn văn kiện gia nhập hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Trước đó vào sáng qua, sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đối với 4 nhóm vấn đề thuộc trách nhiệm chính của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng Kiểm toán nhà nước. Phát biểu kết thúc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh phiên chất vấn đã diễn ra thành công, rõ trách nhiệm, rõ giải pháp, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, đúng và trúng những vấn đề cử tri nhân dân cả nước cũng như các đại biểu Quốc hội quan tâm. Chủ tịch Quốc hội cho biết tại phiên chất vấn đã có 193 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu, trong đó có 162 đại biểu đã được chất vấn, 31 lượt đại biểu tranh luận, còn 160 đại biểu đăng ký nhưng chưa được phát biểu do hết thời gian. Theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã thay mặt Chính phủ báo cáo giải trình rõ thêm về những vấn đề thuộc trách nhiệm điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội cùng tham gia trả lời chất vấn có bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ trưởng bộ xây dựng bộ trưởng bộ tài chính bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông bộ trưởng chủ nhiệm quỹ ban dân tộc chủ tịch quốc hội nêu rõ phiên chất vấn thành công tốt đẹp với tinh thần rõ trách nhiệm rõ giải pháp và cam kết mạnh mẽ trong chỉ đạo quản lý điều hành chủ tịch quốc hội nêu rõ các nội dung cụ thể từng lĩnh vực đã được kết luận tại bốn phiên chất vấn ủy ban thường vụ quốc hội sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị dự thảo nghị quyết trình quốc hội xem xét thông qua vào cuối kỳ họp này làm cơ sở cho việc thực hiện giám sát thực hiện theo quy định